Hello, chào mừng tất cả các bạn đã đến với channel YouTube Tô Màu Vẽ Tranh này của mình. Để bắt đầu cho video hôm nay, mình đã chuẩn bị sẵn một bức tranh về một chú mèo có nơ buộc trên đầu. Và cùng mình tô màu cho bức tranh này nhé. Trước tiên mình sẽ tô màu cho bộ lông của chú mèo này bằng màu vàng. Gì rồi anh dài? Sao rồi anh dài? Nhìn mặt bơ phờ vậy anh dài. Có tuổi rồi, ham hố đú các cháu. Phần bụng của chú mèo này thì mình sẽ sử dụng màu hồng này nhá. Chai gì đấy? Chanh muối. Chanh muối thì không phải em. Đúng, chanh muối là chai cái hát đấy. Thì hát là em đó. Xong để chiều uống, xong quên khuấy mất. Xin chào tất cả mọi người nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Hôm nay thì mình sẽ cùng mọi người đi ngắm hoa nhé. Một cách chủ đạo của mình hôm nay sẽ là hoa hồng. Phần cái nơ phía trên đầu của chú mèo này thì mình nghĩ mình sẽ sử dụng màu xanh lam rồi nhé. Mình sẽ cắm hoa hồng trước rồi nhé.
Và bức tranh chú mèo này đã được mình tô xong với màu chủ đạo là màu cam nhá. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video tô màu cho bức tranh về chú mèo này của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo trên kênh YouTube.